Chào các em, tiết học nay sẽ hướng dẫn chúng ta luyện tập thể dục thể thao và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. Một lớn mục tiêu, một nhỏ kiến thức, biết một số hình thức phương pháp cơ bản tự luyện tập thể dục thể thao và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe. Biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe. Hai phẩm chất. Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, tích cực, đoàn kết, thương yêu. 3. Năng lực cần đạt. Năng lực vận động cơ bản. Năng lực chăm sóc sức khỏe. Hai lớn nội dung. Một nhỏ sử dụng các yếu tố thiên nhiên và vệ sinh môi trường để rèn luyện sức khỏe. A nhỏ rèn luyện sức khỏe bằng không khí. Rèn luyện sức khỏe bằng không khí là phương pháp đơn giản, còn gọi là tắm không khí. Tắm thường xuyên làm cho cơ thể chúng ta thích ứng được với thời tiết, thích nghi được với thời tiết, tránh được những bệnh như là cảm lạnh, say nắng, ngại gió. Rèn luyện sức khỏe bằng không khí cần chú ý đến 3 yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển đổi của không khí. Chú ý khi tiến hành rèn luyện: thực hiện ở nơi có không khí trong lành, thoáng mát. Thời gian tốt nhất là đối với mùa hè thì chúng ta sẽ tắm vào lúc sáng sớm. Còn mùa đông thì chúng ta sẽ tắm từ lúc 9 giờ đến 14 giờ. Từ 9 giờ sáng cho đến 14 giờ. Mặc ít quần áo hoặc là mặc quần áo mỏng thôi. Thời gian đầu thì tắm từ 10 đến 15 phút. Sau đó thì có thể tắm lên đến 30 đến 60 phút. Mùa đông thì chúng ta nên tắm không khí. Tắm không khí về mùa đông cực kỳ là tốt. Nếu các bạn mà có thể thích nghi được với cái buổi sáng của mùa đông ấy, mà trời lạnh, giá lạnh như vậy mà chúng ta có thể mặc quần áo mỏng, chúng ta tắm được không khí thì nó cực kỳ là tốt, cực kỳ là hiệu quả để nâng cao cái sự thích nghi và nâng cao cái sức khỏe chúng ta lên rất là nhiều. Về mùa đông thì người ta hay tập luyện các cái môn thể thao như chạy bộ vào mùa đông này, hay là tập các cái môn thể thao khác, nó cực kỳ là tốt. Và chúng ta khi chúng ta khởi động nóng người lên thì chúng ta cảm thấy rất là sung sức hơn bình thường, và thậm chí là chúng ta còn không cảm thấy mệt đó. Còn một cái lưu ý nữa là khi chúng ta rèn luyện tắm không khí về mùa đông thì chúng ta khi chúng ta cảm thấy mà nổi gai ốc lên ấy, hoặc là rét run, chúng ta cần phải dừng lại ngay, vì đó là cái mức nó quá cái mức chịu đựng của chúng ta rồi, chúng ta không nên duy trì cái mức độ như vậy. Các em trả lời cho thầy giáo câu hỏi sau: tại sao phải vệ sinh sân bãi, dụng cụ tập luyện? B. Rèn luyện sức khỏe bằng nước. Nước là tài sản quý của thiên nhiên, rất cần thiết cho cuộc sống. Ngoài nhu cầu dùng nước trong cuộc sống hàng ngày, nước còn tham gia vệ sinh cơ thể và là một tác nhân để rèn luyện cơ thể. Rèn luyện sức khỏe bằng nước bao gồm: trà sát cơ thể bằng khăn ướt, tắm hơi hoặc là bơi lội, vân vân. Chú ý khi dùng nước rèn luyện sức khỏe bằng nước lạnh. Khi rèn luyện sức khỏe bằng nước lạnh, chúng ta cần chú ý như sau: dùng khăn nhúng nước trà sát lên người, sau đó lau khô bằng nước ấm. Mới đầu trà sát bằng nước ấm, sau đó hạ thấp dần nhiệt độ của nước. Cần thực hiện từ chân, đùi, tay, ngực, đầu, làm đến đâu thì lau khô đến đó. Dội nước và tắm, thực hiện khi đã làm quen với nước. Rèn luyện với nước lạnh, tốt nhất vào mùa hè. Sử dụng bơi để rèn luyện sức khỏe.
Chúng ta có thể dùng nước lạnh để tắm để rèn luyện sức khỏe. Cho nên trước khi tắm nước lạnh, chúng ta cần phải để ý những điều như sau. Thứ nhất là chúng ta vừa tập thể dục thể thao. Hay là chúng ta vừa đi đâu đó về mồ hôi rất là nóng, chúng ta không nên tắm ngay, vì tắm ngay lúc đó có thể dẫn đến chúng ta sẽ bị cảm lạnh. Cảm lạnh. Tại sao? Vì chúng ta khi cơ thể chúng ta đang nóng, mồ hôi nó đang ra, mà chúng ta lại dội gáo nước lạnh vào luôn thì nước lạnh sẽ bị ngấm vào trong, một phần sẽ bị ngấm vào trong da của chúng ta, và lúc đấy da chúng ta khi nó dội nước lạnh vào thì nó sẽ khép lại và nó sẽ giữ nước lạnh trong người, và một số các chất độc đang cần đào thải ra thì lại bị ngấm ngược lại trở lại cơ thể, nên rất dễ dẫn đến việc đó chúng ta sẽ bị nhiễm lạnh và nhiễm độc. Chính vì vậy mà chúng ta nên để cho cơ thể chúng ta hết mồ hôi hay là mát trở lại rồi thì chúng ta bắt đầu mới vào tắm nhé. Cái thứ hai là vừa ăn no xong thì chúng ta không nên tắm. Vì tắm nó là một dạng vận động, nó tiêu hao năng lượng, và theo nguyên tắc hoạt động của cơ thể thì bộ phận nào hoạt động thì bộ phận đó sẽ được ưu tiên máu về dồn về nhiều hơn. Mà chúng ta khi chúng ta ăn no thì dạ dày phải cần rất là nhiều năng lượng để tiêu hao cái thức ăn đấy, mà chúng ta lại đi tắm thì dẫn đến tình trạng là dạ dày của chúng ta sẽ làm việc trong tình trạng là thiếu năng lượng, thiếu máu, thiếu năng lượng. Nếu cứ thực hiện nhiều lần như vậy thì nó sẽ dẫn đến suy giảm cái chức năng của dạ dày. Nên chúng ta cần chú ý hai cái điều trước khi tắm. Rèn luyện sức khỏe bằng ánh nắng. Tắm nắng là một hình thức để rèn luyện sức khỏe và chữa bệnh. Khi sử dụng, chúng ta cần chú ý nằm sấp hoặc nằm ngửa để tắm. Tiến hành vào lúc trời chiều không gay gắt, nắng không gay gắt, tức là buổi chiều ấy, nắng yếu. Thời gian tắm từ ngắn đến dài. Sau khi tắm, để cơ thể về bình thường chúng ta mới tắm nước. Cơ thể không khỏe thì không nên tắm nắng. Nếu cơ thể chúng ta yếu thì chúng ta không nên tắm nắng nhé. Tắm nắng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể. Chúng ta cũng tắm có thời lượng thôi, không nên ngày nào cũng tắm, thỉnh thoảng mới tắm thôi, tuần khoảng và 2 đến 3 ngày chẳng hạn. Hai là vệ sinh cá nhân, vệ sinh luyện tập và vệ sinh môi trường. A nhỏ, vệ sinh cá nhân. Trang phục tập luyện phải gọn gàng, dễ tập, tốt nhất là trang phục thể thao, đi giày thể thao. Vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. Nội dung tập phải phù hợp với khí hậu và thời tiết. Sân tập, nhà tập phải sạch sẽ, đủ ánh sáng, dụng cụ phải đảm bảo chất lượng và an toàn. Đủ nước sạch để rửa tay, chân sau khi tập luyện. Các em sẽ trả lời cho thầy giáo một số câu hỏi sau. 1. Nêu phương pháp luyện tập bằng không khí. 2. Nêu phương pháp tập luyện bằng nước. 3. Nêu phương pháp tập luyện bằng ánh nắng. 4. Về nhà lập kế hoạch tập luyện cá nhân. Và buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Buổi học tiếp theo thì chúng ta sẽ học thể dục nhịp điệu và chạy ngắn. Chúng ta về nhà có thể tìm hiểu cho thầy giáo về thể dục nhịp điệu trước ở trên YouTube hay là trên Google. Các bạn có thể gõ bài thể dục nhịp điệu của lớp 10. Đó, chúng ta sẽ tìm cái bài thể dục nhịp điệu của lớp 10 và chúng ta sẽ xem trước, tìm hiểu trước. Sau đó bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học cái thể dục nhịp điệu này. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.